Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình có một cái thùng hàng này nè. Ây dạ, nó nặng quá. Cái kiện hàng này bây giờ mình sẽ thanh lý bán rẻ cho anh em nha. Nè, thấy không? Rất là nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ cho anh em coi một ít sản phẩm và giá hiện tại nha. Có cả lắm, cả quốc tế. Giá cực kỳ là hữu nghị luôn. Bây giờ nha, bây giờ mình bỏ nó xuống. Mình bỏ qua đây, xong rồi mình sẽ quay từng cái sản phẩm cho anh em coi nha. Đây, giờ mình để đây trước đi. Rồi bây giờ mình sẽ review sơ qua Nói về sơ qua những cái tình trạng Những cái máy Và mình báo giá cho anh em cụ thể nha Thật sự là rất là ưu đãi và rất là ngon luôn nha Nói không phải điêu chứ bây giờ mình hàng này Một đống này mình bán rẻ cực kỳ luôn Ví dụ như những cái cây máy này Nó nứt một tí này 13 rô mát Nứt một xí thôi Bây giờ mình bán cho các bạn Khoảng 11 triệu mấy là có 13 rô mát lóc Cái này là lóc nhà 13 rô mát lóc bây giờ mấy cái hàng này gọi là mình hàng mà tồn á mình thanh lý á còn bây giờ nhiều lắm bây giờ để mình coi nha mình bán cho các bạn một đống này nha các bạn nhìn này nhiều khủng khiếp cái này là một cái này là mới một khay thôi nha một khay mình lấy ra là để mình cho các bạn coi đó coi thử trước nha mình bây giờ mình sẽ cho các bạn coi giá lóc trước đi lóc xong rồi tới quốc tế nha lóc thì mình sẽ đi từ trên xuống dưới đi ví dụ như 14 bốn rồi mát 14 Pro đây là một con máy màu tím lóc bản chưa qua xa, chưa qua xử lý chưa gọi là chưa độ sim gì á máy nguyên zin à, chưa có đục đẽo gì chưa có bung áp ra thì giá bữa nay á, mà máy 99 thì nó khoảng là chỉ đâu đó là mình bán là có cây 15 triệu mấy hơn mấy ngày trước là bán 15 triệu mấy nhưng mà cây này thì mình bán chắc tầm là 16 triệu 6 các bạn với lại những con 14 Pro Max mà độ sim rồi độ CNC nha ví dụ như độ CNC máy new thì mình đang bán 19 triệu rưỡi là new new tức là mũi cái máy không thôi 14 Pro Max new nguyên siêu chưa qua làm gì máy uh, 14 Pro Max thì mình không có bỏ đây rồi còn 14 rồi mát, 14 lết lóc 14 lết lóc đây đây là cây 14 lết lóc nha 14 lết lóc thì mình đang bán với giá là 10 uh, 11 triệu cho 14 lết lóc máy 99 chín chín. 11 triệu tròn còn máy new thì 12 triệu 3 Máy nêu là máy đập hợp nha Máy đập hợp 12 triệu 3 Nhiều quá bây giờ mình cũng thật sự rất là loạn luôn 13 Romax 13 Romax Máy mà đẹp 99 chín chín. Máy mà đẹp 99 chín chín mới qua sử dụng lướt Vài lần sạc vài lần Thì đang bán với giá là 15 triệu tròn 13 Romax 15 triệu tròn Nè Có những cái con máy nó chưa tới 10 triệu nữa này Cái lưng nó nứt này các bạn thấy không Trước thì xấu mà lưng thì nứt à, mà mấy con này mình thanh lấy hết rồi mình có cặp rồi tiếp theo là gì 13 rổ mát rồi 13 chữ mát mà máy 99 á máy mà qua sử dụng thì 15 triệu còn 13 rồ đây là 13 rồ này 13 rồ mà đã qua sử dụng máy 99 thì mình đang bán là 12 triệu rưỡi ví dụ như nè 14 rồi mà. 13 rồi mát new này nguyên hợp này một đống mình còn nhiều lắm cứ máy new nha máy new đập hợp nguyên siêu đập hợp chữ Arctic 13 rô mát đập hợp nguyên siêu chữ Arctic 15 triệu 8 128 gb 15 triệu 8 13 rô nguyên siêu đập hợp chữ Arctic còn nếu mà 256 gb thì hơn một triệu nữa tức là 16 triệu 8 là 256 gb còn 128 gb thì chỉ là 15 triệu 8 thôi nói thì sự luôn á, mình cũng không hiểu sao mà cái bọn 14 Plus này giá quốc tế nó rẻ thật sự. 14 lết quốc tế 16 triệu 9 các bạn có tin được không máy là máy chưa sạc này sạc không lần này này các bạn nhìn thấy không con này là sạc không lần này có ghi ở đây này sạc không lần mà 16 triệu 9 à 13 lóc à 14 lóc đây cho các bạn coi đây là một con 14 lóc 14 lóc thì à, 8 triệu 6 à, bản này là bản 99 đã qua sử dụng nha 14 lóc 8 triệu 9 máy new 9 triệu rưỡi 14 lóc 9 triệu 9 triệu rưỡi là máy new còn tới cái gì nữa ta Còn 13 lóc 13 lóc À đây có cây 12 lóc này giới thiệu cây 12 lóc trước đi 12 lóc à, 128g 12 lóc 128g 6 triệu 8 cây này Màu đỏ 12 lóc 256g Màu đỏ 7 triệu rưỡi 11 lóc thì mình hết qua wow, quốc tế đi nhỉ quốc tế 13 rồ mát màu xanh 18 triệu rưỡi mình có xanh có vàng 18 triệu rưỡi còn 13 11 rồ mát quốc tế này đây là 11 rồ mát quốc tế 11 rồ mát quốc tế xa 10 triệu tròn thôi 9 triệu rưỡi 11 rồ mát quốc tế 9 triệu rưỡi 11 rồ mát quốc tế 9 triệu rưỡi đây có con 13 lóc này, 14 lóc này. Đó, các bạn thấy không? 14 lóc giá rẻ beo luôn, 14 lóc mình bán là 9 triệu rưỡi đó. Con này là New Chi Arctic này. 11 R 64 GB. Máy đẹp 99, pin thay rồi, pin thay mới 100%. Giá 8 ,2 triệu 2 đi. 11 quốc tế 64 GB. 7 triệu rưỡi. 11 quốc tế 64 GB 7 triệu rưỡi bây giờ mình đa số là mình có dòng cao thôi dòng 13 ba mát dòng 14 bốn mát thì nó rất là nhiều luôn thật sự là 13 ba mát ví dụ như các bạn mà sợ xanh màng luôn mấy con này nè còn siêu này nguyên siêu này nguyên siêu nguyên hợp này thì mình bảo hành cho các bạn là xanh màng cái lỗi xanh màng là bảo hành 2 tháng nếu như mà bị lỗi ấy, trong vòng 2 tháng lỗi cái xanh màng trắng màng đổi cho các bạn cây máy khác cây này các bạn mua mà bị lỗi mình đổi cho các bạn cây màu trắng khác luôn hoặc là cái màu nào cũng được hết thì cứ giá nó ngang tầm là được, ngang tầm cái lúc bạn mua thôi. Ví dụ như lúc đó bạn mua 15.9 triệu 9, mà trong 2 tháng bạn bị lỗi thì mình sẽ đổi cho bạn cái giá cây 13 Pro mát cái thời điểm đó thôi, 15.9, bình thường. 14 Pro mát thì mình chưa thấy cái hiện tượng lỗi đó. Cái này thì 14 Pro mát này. Chưa có hiện tượng lỗi màn hình. 14 Pro Max này, cây 256 GB này, new nha, 256 GB new body à. Đó, chỉ có mỗi cái không thôi là bán với giá 18 triệu rưỡi 256 g new thì giá hiện tại thì rất là rẻ rồi đợt này thì mình bán cũng đa số là toàn dòng cao không các bạn 13 rô 14 rô là chính này cứ 13 rô thì các bạn cứ mua ở mình đi mua tên đi mình mình bán cho các bạn mình bảo hành cho các bạn cái lỗi xanh màng luôn thì các bạn yên tâm mình còn rất là nhiều 256 g thêm giá mình rất là rẻ chỉ với 10 16 triệu 9 16 triệu 8 nha 16 8 thôi còn ví dụ như các bạn mà lo cái sóng sánh lóc hiện tại có xài ổn định không thì mình xin thưa rằng là mình ghép cái sim qbe hiện tại thì rất là ổn định sim ghép qbe thì sóng nó sẽ không văng không mất sóng nhưng mà có một cái nhược điểm đó các bạn nhược điểm tức là khi mà các bạn mà dùng cái sim ghép qbe các bạn ghép qbe để mà các bạn chơi game á thì nó sẽ có cái hiện tượng là nó lác lác giật giật nói chung mà để chơi game bằng sim ghép qbe thì không chơi được vì chơi nó sẽ lát lắm mình chỉ có chơi game bằng wifi thôi những người như mình ví dụ như mình không chơi game mình dùng một cái con máy mình đang dùng con 14 rồi mát lóc độ oxy bên trong mình dùng từ xưa tới giờ mình hay làm những cái clip trước mình dùng con máy đó mình review á thì mình dùng nó chưa có một cái hiện tượng gì gọi là nó khác quốc tế hết á. tất cả mọi thứ nó đều rất là ổn định trừ cái mà chơi game thôi chơi game thì bắt wifi chơi là quá là tuyệt vời rồi còn sóng sánh thì ghép QBE mình bán những cái máy nào thì mình cũng ghép xin ghép QBE hết Thì ghép QBE thì sóng sánh nó sẽ không có bị văng Không văng ngạc này Mình fit luôn cái lỗi xe uh, máy này Google Maps á, lỗi xe máy này lỗi cộng 84 thì fit bằng app Nếu như muốn fit cái lỗi uh, Tiktok shop á, Tiktok shop thì ghép IBCC nhưng mà khi mà các bạn ghép IPCC á, Thì các bạn sẽ bị mất thông báo của Messenger Và mất cái cảm biến xoay khi các bạn coi YouTube Thì nó rất là cực mình thì không thích ghép cái kiểu IPCC làm gì mình chỉ fix những cái lỗi kia là rồi, rồi trừ cái tiktok shop ra thì tất cả mọi thứ là đều là ổn định khi mà các bạn mua hàng bên mình á coi trên cái clip này nha coi tới cái đoạn này thì nếu mà nghe được cái đoạn này nha chỉ cần qua các bạn nói tăng táo thơm bớt cho các bạn 200 ngàn trên cái clip này mình áp dụng trong vòng à, từ cái clip này ra mắt cho tới 20 ngày sau cứ chỉ cần qua tại cái cửa hàng này các bạn mua hàng các bạn chỉ cần nói tăng táo thơm là các bạn sẽ được giảm 200 ngàn còn khi mà các bạn có những cái thắc mắc gì á thì mình rất là ưu tiên các bạn gọi cho mình cho nó dễ trao đổi chứ khi mà các bạn nhắn tin đó tại vì mình bán hàng nó cũng nhiều cái tin nhắn lộn xộn quá nhiều khi mình trả lời không kịp á sợ các bạn giận mình chứ không có gì hết rồi. thì khi mà các bạn có một cái thắc mắc gì thì các bạn có thể nhắn tin cho mình nếu mà mình đét thì mình sẽ trả lời một cái cách ok nhất hoặc là các bạn gọi trực tiếp cho mình luôn mình sẽ giải đáp tất cả mọi thắc mắc của các bạn thì nếu như mà các bạn có nhu cầu thì các bạn alo cho mình nha 034 956 88 88 Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha